Đây, hello quý khách, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô và Nga 79. Rồi, chào tất cả các anh đam mê xe nha. Mới chạy một dòng chiếc Roadball này nha. Một dòng xe phải nói rằng là hết sức đẹp luôn. Một cái dòng cổ điển của nhà Harley. Chiếc xe mà nó gợi nhớ lên những thập niên trước hả, tầm thập niên 50, 60 rồi 70 rồi hả. Nhưng chiếc Roadball là chiếc xe được sản xuất vào cuối 2011, dòng này tới 2011 nghe đâu là Harley bỏ mẫu rồi nha. Nếu mà mình nói có sai các anh có thể cập nhật phản hồi lại dưới giúp mình cả, giúp mình tìm hiểu là nghe tới 2011 là Roadball ngưng sản xuất cái dòng này rồi. Sự độc đáo của chiếc Roadball là cái giò gà ha, cái cặp giò gà trước phụ lò xo đây ha, cái giò gà. Các anh em xem nè. Đây, cái sự độc đáo của chiếc Roadball đó, các anh em thấy không? Nhúng xuống là nó trồi cái lò xo nó lên ha. Đó, thắng là nó trồi cái lò xo vậy, đó là sự độc đáo. Đó là mình nói cái sự độc đáo của chiếc Roadball, thì hôm nay mình sẽ review chi tiết chiếc xe này. Đợt cách đây năm 2021, đúng rồi, 2021-2022, mình có bán một chiếc Roadball màu xanh. Và chiếc xe đó được các anh em đón nhận cũng rất là mạnh, xem rất là nhiều, cũng nhiều anh em gọi điện và đã mua rồi nha. Sau này chiếc xe đó hiện giờ đang nằm Hà Nội rồi, đang bán về Hà Nội, được trước bán về cho một người anh tại thành phố Hồ Chí Minh, sau này được di chuyển về bán tại Hà Nội rồi. Rồi ngày hôm qua mình được một người anh cũng thân, anh gọi điện ra anh nhường cho chiếc Roadball này. Roadball thì tại thị trường Việt Nam thì dòng xe rất ít, chắc đâu đó đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Và xe mà giấy tờ chuẩn chỉ thì rất là hiếm nha các anh, các bạn. Rồi, các anh mà thích Roadball mà chưa có thì xem qua cái clip này. Và chiếc Roadball này rất đáng để sưu tầm. Nếu mà các anh chơi một trải nghiệm bộ sưu tập trưng bày đồ chơi, cà phê đồ chơi thì chiếc Roadball rất xứng đáng để vào bộ sưu tập của chính mình nha các anh. Hồi nãy mình có chạy một vòng, ngồi hết sức thoải mái, hết sức dễ chịu. Và cục máy này, chiếc xe này cục máy cực kỳ ngon luôn ha. Hiện tại thì chiếc xe này đang đi cái bộ đồ zin, bánh zin, dè zin, bô thì lên đồ chơi rồi. Lên được cái ghi đông tay lái rộng, ngồi rất là khỏe. Nè, ngồi rất là khỏe nha. Đó, ngồi hết sức khỏe luôn. Mình nhỏ con mà kệ, nhưng ngồi chiếc xe này mình nghĩ chắc chạy xuyên Việt đi đâu với một cái ghi đông tay lái, với một cái chiều gài êm ái, với một cái động cơ như thế này. Mình không có đua bơi á, không có cần phải chạy tốc độ gì, chỉ thông thả chu du chơi với một chiếc xe nó mang phong cách cổ điển mà máy ngon, mọi thứ chỉnh chu như thế này. Phải nói rằng là hết sức sướng và hài lòng luôn. Đó là mình nói zin ở trên cái xe này. Chiếc xe này được anh chủ cũ, anh chủ được rồi đó, anh độ thêm một bộ đồ theo kiểu Thunderbird nha. Bubber, hiện giờ ở nhà có xe Bubber lắc, mình về mình sẽ ghi thêm, nên ghi thêm chi tiết vào cái đồ nó đang còn có sẵn nha. Các anh quan tâm, xe này nếu mua chiếc xe này, sở hữu chiếc xe này về, các anh có thể trải nghiệm được hai phong cách, chơi được hai phong cách. Cái dè, Bubber, một bộ bánh khác nữa nha, bánh trước bánh sau, mâm niền niền câm rồi đầy đủ hết tất cả về mọi thứ, và một số đồ theo. Xe này nếu mà về muốn Bubber chỉ cần tháo cái này ra, lên bộ dè sau, bánh thì để này cũng được, còn không thì có bộ bánh ở nhà luôn, là được hai bộ bánh luôn nha. Một cái phong cách Bubber trên chiếc xe này rất đẹp, các anh em xem qua cái phong cách Bubber, mình sẽ up cái phiên bản này ở trên cái những tấm hình mà được rồi Bubber nha. Rồi, đi vào chi tiết thì đây, chiếc xe được chủ giữ gìn kỹ lắm nha, rất đẹp nè. Đó, mười mấy năm qua nhưng xe thì ốc ác nè, hết sức đẹp. Mình xin nói với các anh là mình được giao tiếp với anh chủ này nè, cũng là một người anh, một người bạn. Nói tiếng bạn thì cũng không đúng đâu, một người anh. Cũng trong chơi xe rồi biết rồi giới thiệu cho nhau, anh cũng mến quý Nga lắm, rồi mình cũng rất là mến quý anh. Mình mến anh là cái tính kỹ lưỡng từ trong anh. Anh bán cái xe cho mình, anh nhường cái xe cho mình, có những cái gì và có những ưu và có những cái như thế nào, anh đều chỉnh chu từng chi tiết, anh nhắc nhở mình nhiều thứ. Và câu cuối cùng,
Trước khi chia tay nhau về thì anh nói rằng là anh rất là vui khi được làm việc với Nga, và anh sẽ vui hơn khi chiếc xe này để về tay với một người nào đó kỹ lưỡng, giống như thay thế anh để chăm sóc nó vậy đó. Thì cái may mắn nó giống như nó kiểu tay ba vậy đó. Anh chúc mình may mắn, chúc người sau may mắn. Anh cũng là mua bán vui vẻ may mắn nên rất là đáng quý anh. Rồi, đó mình nói về anh chủ cũ là vậy nha. Anh cũng là người thành công lắm. Đây, đồ rất đẹp ha, rất đẹp. Rồi, cái mâm này nó có cả cứng cái gì, nó bị lả một tí xíu chỗ này thôi. Nhưng mà ở nhà vẫn còn một cặp bánh nữa nha các anh, các bạn. Yên tâm đi, có lả nhẹ chỗ này thôi, không có gì hết. Đó. Cái giò gà nhìn cái cục thắng dĩa hết sức đẹp chưa ha. À, thích những món độc lạ thì các anh xem qua nha. Cái màu sơn này đã được sơn một cái màu sô-cô-la ha. Màu sô-cô-la này đẹp lắm. À, trên cái trang Thunderbird có những cái hình, cái mẫu, cái màu này luôn, độ bấp bờ này luôn. Đẹp lắm, các anh có thể gõ, mình sẽ chia sẻ cho các anh xem thêm. Đây sơn nè, sơn cái màu sô-cô-la ha. Rất đẹp. Chiếc xe này Odo mới 12.000 thôi nha. Mình xin nói với các anh là Harley là không có tua được đồng hồ đâu. Thì các anh cứ yên tâm, 12.389 km. Rồi mọi thứ hết sức là ngon lành. Đây. À, anh lên bộ lốc này màu đen nha. Nguyên lốc này là lốc nhôm. Lốc nhôm thì nó không được rực rỡ. Thì anh mua bộ lốc này, những cái chụp như thế này, bộ lốc bên kia nữa, đầy đủ hết luôn. Còn dư ra một bộ lốc nhôm nha. Các anh mua thì mình, các anh giao dịch được cái xe này, mình sẽ giao tất cả những cái gì anh chủ kèm cho cái xe này, mình sẽ giao hết cho các anh luôn. Đây nhìn những cái hết sức là chỉnh chu ha. Máy zin hết nha các anh. Các anh thích đồ sưu tầm thì quan tâm xem kỹ nha. Với một khối động cơ 1585cc, giải nhiệt bằng gió ha. Này anh có quấn vải chống nóng rồi nha. Anh mua dư thêm một cuộn nữa, 3 triệu mấy chưa dùng tới, anh để luôn. Người nào mua sau tặng luôn ha, sử dụng. Rồi anh nói cái này, mình không biết cái này là như thế nào, mà anh nói anh mua để rất là nhiều năm rồi. Vừa rồi có xe này anh mới đưa vô. Chỗ này là nắp chụp nhớt ha. Những nắp chụp đây của Harley đây. Rất đẹp. Bộ bô này nổ rất là hay nha các anh. Lát nữa mình sẽ nổ máy cho các anh nghe. Xe này vừa về mình chưa hề rửa luôn. Ngay cái chỗ này cái đoạn nối nó bị cháy cái sơn. Sơn chống nóng chỗ này bị cháy nha. Mình sẽ cho xử lý sơn lại hai điểm này thôi, chứ còn chiếc xe hết sức đẹp. Rồi bánh lốp các anh xem cho nha. Lên bánh kia thì có di cura đồ ở nhà còn đầy đủ hết, mình sẽ giao. Này có túi sẵn luôn nha, hết sức bụi bặm luôn nè. Nhìn cái phong cách cũ cũ cô cổ đúng không các anh? Nhưng cái phong mình biết, mình được biết là cái phong cách này có rất rất nhiều người thích. Nó đẹp hết sức là có chiều sâu. Đã. Đã, nhìn cái nước sơn nè. Đẹp lắm nha. Cái đèn bắt qua một bên nhìn độc lạ luôn ha, nhìn độc lạ luôn. Chứ bình thường sẽ bắt vào khu vực này ha. Nó, các anh em để bên này cũng được, hoặc là để lên trên cao cũng được nha, tùy thích. Yên thì yên này là yên đơn, yên đơn. Các anh em muốn thì lấy cái yên này ra cũng được, đi một cái yên đơn này thôi cũng ok, dặn lò xo nha. Và mình nói rồi, như lúc nãy đã nói thì có cái dè ha, có cái dè sau bấp bờ, gỡ này ra gắn bấp bờ hết sức đẹp luôn
Đấy. Đó. À, nổ máy các anh ngang lần nữa nha, êm ái lắm, hết sức êm ái luôn. Cái dòng xót theo này, cái máy rất là êm, bô nó ra nó lực như vậy đó. Hiện tại thì đang gắn một cái kính đó nha, anh chủ thích gắn một cái thôi chứ còn vẫn còn cái nữa ở nhà đủ nha các anh, không thiếu các cái nào đâu. Mà nói là chiếc xe hết sức hài lòng, hết sức là ngon lành luôn. Xe này nhập khẩu hải quan chính ngạch 2011 nên việc công chứng sang tên rút gốc gì đi đâu cũng ok hết nha. Rồi về phần xe thì mình nói rằng là các anh cũng đã coi rồi đó, hết sức đẹp. Nãy giờ chưa nói nha, những cái xi nhan này ha, cái đèn xi nhan này đã được lên đèn xi nhan này rồi nha, nhỏ xíu vậy đó nhưng mà sáng lắm. Để mở lên các anh coi coi đó, nha, đèn xi nhan trước sau đã lên cái đèn xi nhan đồ chơi vậy rồi nha. Đó rồi mình sẽ báo cái giá cho các anh đang quan tâm chiếc xe này đúng không? Chiếc xe này có giá bán là 630 triệu. Lâu lâu mới có chiếc Rabon mà đẹp như thế này, đủ đồ để chơi được hai phong cách, giá bán 630 triệu nha các anh. Các anh em, các bạn mà muốn đưa vào bộ sưu tập cho mình chiếc Rabon, các anh em về gõ trên mạng chiếc Rabon thử đây, nó có giá trị hay không? Rất là giá trị. Mình nói để cho các anh nào mà chưa rành chưa biết nha, còn các anh rành rồi thì họ phải nói luôn, nó rất đáng để sưu tầm nha. Rồi mình tiếp theo thì mình sẽ làm cái chiếc 48, clip cho chiếc 48 này thôi, để làm sao đi. Rồi giá bán 630 triệu. 630 triệu các anh có mến quý thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Mô tô Vanga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lập, quận Bình Tân. Rồi mến quý lựa chọn chốt thì xin liên hệ qua cái số điện thoại đó, mình rất là chân thành cảm ơn. Rồi xin chào tất cả, kết clip tại đây, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Rồi xin chào. Chuyển đổi chơi cái phong cách bopper thì đây là cái dè sau, đây là cái dè, đúng rồi, đây là cái dè sau, còn đây là cái dè trước của cái Harley đó. Nếu khi chúng ta muốn lên bopper nha, khi muốn chuyển đổi phong cách bopper thì hai cái dè này đã đủ trùng cái tông màu sơn luôn. Lên hai cái dè, tháo cái yên ra, đổi cái cặp bánh này qua. Cặp bánh này đúng cặp bánh lót trắng đen ha. Này anh chủ đặt mới luôn, về chưa có trải nghiệm bao nhiêu hết nha, vô anh thích đổi qua đổi lại chơi hai phong cách vậy thôi nè, để lâu nó bụi vậy thôi chứ rửa ráy ra nó rất là mới nha, rất là mới, đồ rất là mới nha, không phải là đồ cũ đâu. Đẹp, rất sức đẹp luôn. Nhiều khi các anh làm nghe đâu cặp bánh này mua riêng cái lốp này, không cặp lốp này cũng hết mấy chục triệu, chưa tính mâm nha, chưa tính dĩa nha. Cái lốp bánh này không cũng đã là mấy chục triệu rồi. Còn đồ gì tấm này nữa đây. Rồi gất chân kèm theo dây cua roa. Rồi lốc nha, lốc nè, xi nhan nè, dè cà ta. Nói chung anh chủ giao ở đây cái gì thì mình sẽ giao lại cho các anh hết cái đó ha, cặt te rồi che bô. Rồi đầy đủ rồi,
như đã nói lúc nãy thì kể cả cái vải chống nóng anh mua hộp kia anh quấn rồi, còn hộp này 3,5 triệu chưa dùng tới, rồi anh sẽ giao tặng luôn. Các anh mua sau thì các anh về có thể dùng nha, muốn băng bó vô trong bô hay trong giò gì đó tùy ha. Rồi xin kết clip tại đây, rồi xin chào tất cả, rồi, xin chào.